Rồi, chào anh em đến với kênh anh Thợ Độ Suzuki nha. Thì hôm nay mình có phục hồi với con chiến thần Smart 110. Sử dụng đã khoảng mười mấy 20 năm rồi. Thì hôm nay mình đã phục hồi bên trong cái con này trước. Trước khi mà mình gắp áo, mình sẽ cho anh em coi một cái clip đơn giản trước về cái con Smart này. Rất là đẹp. Ok, thì con Smart này nó đã rất là tàn rồi anh em. Hầu như là nó chỉ không còn sử dụng gì được nữa cả. Chỉ còn được cái sườn bình xăng còn lại thì là mình phải thay mới hoặc là phục hồi lại mới hết, kể cả máy luôn. Máy này thì không nổ máy được luôn, giờ mình đã phục hồi rồi. Anh em coi nha. Thì đầu tiên đây là về cái phần máy móc nè, máy móc mình đã làm nghiêm chỉnh lại nè, làm zin lại nè, bắn cát rồi nhìn như mới luôn anh em ha. Rồi ok, mình đã thay một dàn điện sườn nè, đi một cặp bánh trước sau nè. Cặp bánh trước sau thì mình đi zin lại thôi. Rất là đẹp. Bánh sau nè. Ở đây thì mình trang bị phuộc sô qua. Đây thì mình có làm cái bát tăng sên cho nó đẹp hơn. Phuộc sô qua ha. Đây là bánh căm sau. Thì Smart nó đi bánh căm mới đẹp anh em. Smart đúng của nó thì phải đi thắng đùm. Thắng đùm trước sau luôn. Nhìn nó mới hay. Cặp vỏ thì mình sử dụng vỏ chính hãng luôn. Vỏ Yokohama của Suzuki chính hãng luôn. Rồi, bên trong ha. Tầng con ốc là mình được găm xi lại hết nè, rất là đẹp nè. Bình xăng nè, được sơn mới nè, tất cả các chi tiết đều được găm xi lại nè. Bách yên nè. Ok, thì cái dàn điện sườn này thì mình thay mới luôn. Mình thay mới dàn điện sườn và ổ khóa luôn. Tại vì dàn điện sườn này nó cũng không còn ngon nữa. Đó, anh em thấy không? Con Smart mà còn phục hồi nó về như thế này được thì không có con gì mà mình sợ cả. Chơi được hết. Ổ khóa ha, tất cả đều đúng kỹ thuật và như zin hết nè. Ok, rồi máy đã nổ ngon lành rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình gáp lại thôi. Mình gáp lại để gáp áo lại là mình chuẩn bị giao xe. Anh em coi chi tiết dàn chân ha, rất là sướng. Gáp chân rồi này. Thì con này ngoài việc chọn zin ra thì mình có thêm cho nó một số đồ kiển. Một số đồ đơn giản thôi, nhìn cho nó hay. Dọn từ máy móc ra luôn. Rồi, anh em đón xem phần 2 khi mà mình gáp dàn áo xong nha. Mình sẽ review chi tiết hơn. Còn đây thì như hôm nay thì như thế này thôi. Cảm ơn anh em luôn ủng hộ kênh nha.